Số 7 là gì? Số 7 là gì? À, John thích làm sao? À, John thích làm sao? Đây là tít là cái gì? Ôi, nào dựng não lên nào. Thế đánh răng là gì? Ôi, hả em? Đúng rồi ạ, thì nó phải thành là brush gì? Hiểu không ạ? À, trời ơi, nó dễ thế mà sao làm khó thế? Có hiểu không đấy hai đứa? Tiếp nào. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là gì? Mấy Hả? Trong nghĩ lại đấy. Nào nhìn kỹ nào. Tiếp theo là gì? Rồi, thế là gì? Làm bánh mì đúng không? Làm thì nó phải là make, đúng rồi, nó là making thôi. Đúng không? Making. Nào tiếp nào. Câu số 9 là gì nào? Tắm thì gọi là dùng từ gì? Cụm từ tắm là gì? tắm mít Úi trời, mít, mít ở tắm. Ôi, ghi nào. Have a shower, ghi vào trong vở mới. Vở. Have a shower tắm. Được chưa? Thì ghi xong này là hết vinh đúng chưa? Mình phải ghi nghĩa và học với anh em nhá. Từ này học bà đấy chứ không phải là học để đấy đâu. Thằng câu 10 nào. Gặp bạn bè nó là đúng cụm từ là gì nào? Nó phải là meet gì? Meeting. Nào tiếp, bài số 10, bài số 15 nào, sắp xếp. Chưa làm, hai đứa. Ôi, ôi bà này lười quá. Cho mày một trận bây giờ đấy. Nào, bài số 10 rất đơn giản. Chỉ đơn giản là gì đây? Sắp xếp thôi đúng không? Đúng không? Nào thế đứng đầu câu phải là bắt đầu là gì nhỉ? Bắt đầu phải đầu tiên luôn là chủ ngữ đúng không? Nhớ này phải chủ ngữ không? Sau đấy động từ đúng không? Sau đấy đến một cái động từ nữa bởi vì nó động từ sau từ like là phước binh, được hiểu vấn đề không? Vì học trước đúng không? Tức là sẽ là một cái chủ ngữ này, một cái động từ của sự thích thú đúng không? Xong rồi đến một cái động từ phước binh đúng không? Và chép lại câu đúng chưa? Anh dẫn cho cô một nhá, có được không? Nào cô một là gì nào? Thế chủ ngữ là gì nào? Ok, my mother đúng không? Rồi, thế động từ là gì? Thích đúng không? Là like. Thích gì? Cộng với phụ huynh đúng không? Like gì? Listening rồi, listening gì? Cụm từ là gì? Nghe nhạc, đáp án là đúng rồi, listening to music. Nhưng thật ra thì thiếu một từ là classical. Như vậy nó phải là listening to classical music đúng không? Nhạc cổ điển học chưa? Học gì học chưa? Hả? Nhìn vào đây này. Nhạc cổ điển đây này. Ôi, có hết trong này rồi. Ôi nhỉ? Không có à? À, là cái từ khác. Tôi ghi nhanh đi. Classical music, nhạc cổ điển. Nhạc cổ điển. Nguyên, ghi vào. Ghi vào chứ. Phải nhớ là cụm đấy nhá. Classical music nhá. Rồi. Thế có được câu số 2 hay không? Làm thử câu 2 là biêm thử câu 2 nào. Chủ ở đâu? Ăn Anna gì? Anna phải S đúng không? Thì đây là sở hữu, ví dụ như kiểu là computer mouse là cái con chuột của máy tính đúng không? Vậy Anna gì là hợp lý nhất? Anna gì hợp lý nhất trong trường hợp này? Hit là không đúng. Bố của Anna hợp lý nhất. Hiểu không? Nhưng mà phải là Anna Dad. Ok không? Được chưa? Đến động từ là gì nào, My? Động từ là gì? Hả? Hả? Đó là hết. Là ghét. Mình nghĩ từ này không đây? Rồi, hết đúng không? Xong đến gì? Đến gì? Washing là rửa xe đúng không? Rửa cái gì? Washing gì? His car đúng chưa? Xe của anh ấy đúng chưa? Có hiểu vấn đề chưa? Tạo quyền làm cho anh câu số 3 nào. Là gì nào? Rồi dường như câu số 1 đấy kia là Anadat đúng không? Bố của Anna, vậy là My Father gì? Đúng rồi, bạn của bố tôi đúng không? Vậy là My Father Friend đúng chưa? Làm sao? Đến động từ đúng không?
Cái gì? Love rồi. Gì nữa? Traveling gì nữa? Bay. Plane đúng rồi. Bằng bằng máy bay đúng chưa? Chép được không? Có hiểu không Vi? Hiểu không? Này. Vậy cô 4 đến 10 có làm được cho anh hết không? Có làm được không? Em hỏi có làm được không? Muốn làm cái này chú chữa luôn. Muốn làm muốn chữa. Thế anh hôm nay chữa cho em một bài này nhá. Xong tờ kia cho lại tập nhá. Làm chữa luôn là câu số 4 làm Bi làm câu 4 nào. Đánh số nhá cho nó nhanh nhá. Câu số 4 là gì nào Bi? Ai Ai rồi. Ai hết gì? Đúng rồi, writing là viết đúng không? Writing gì? no. Nhưng thiếu một từ. Nhìn mà thiếu một từ từ gì? no. Long là dài đúng không? Học chưa? Thì vậy nó phải là long email đúng không? Thế có phải là ai hết writing long email có hiểu không? Hả? no. Thế câu số 5 là gì là bị báo lòng luôn? no. Xin làm sao? no. She dislike đúng. Phim Dislike watching chuẩn, watching gì? phim Ôi, nó phải là watching phim thì thiếu từ horror, ghi tranh cụm từ rất hay này, ghi tranh vào vở. Horror film, ghi đi. Horror phim film, phim kinh dị chuẩn. Vậy rồi đúng không? Horror film, phim kinh dị. Không biết nó là cái gì không đây? Đúng rồi, phim kinh dị được chưa? Ở chơi nó phải cụm từ nó phải là 4 là horror, 5 là phim đúng không? Ở trên TV là on TV có hiểu không? Đi béo. Nào câu 6 làm luôn nào. Câu 6 quá. Tommy làm sao? Lớp. Tommy lớp này. Bên. Dancing. In. In the disco chuẩn nó ở trong cái sàn nhạc, nhạc disco đúng không? Đúng nhạc disco là nhạc gì? Đúng đâu? Tiếp là câu số 7. B. Vậy là gì? Mai Mai gì? lớp Alo? À, anh Tâm à? Già đâu à? À, anh bảo mà nếu mà có ăn thì sang lấy một nửa nhá. Rồi nào tiếp nào, mai gì nào? Mai là tôi của tôi đúng không? Thì cái gì của tôi? Teacher đúng, nhưng mà thiếu nữa thừa từ tiếng Anh. Như vậy phải là giáo viên gì? Đúng rồi, như vậy là mai gì? Teacher English hay English teacher? Đấm chồng nhắc rồi. English teacher. English teacher là đọc tiếng Việt thế. Mai English teacher đúng không? Thì làm sao đây? À lại thiếu tiếp. Thiếu một từ nữa. À nhầm nhầm nhầm. À bài này nó bị ngu rồi. Bài này bị rốt. Đố biết rốt điểm nào. À không khó, được được không sao. Anh bổ sung một chút nhá. Nó sẽ là my speaking English teacher là giáo viên dạy tiếng Anh nói. Rồi, đi cho anh nhá. My speaking English teacher love math được chưa? Con này nó hơi lạ so với các cô khác tí. Hiểu không? Thích toán. Được chưa? Có hiểu không? Là câu 8 nào, quyền làm thử cho anh nào. Sister friend hay my friend sister? Đúng rồi, vì phải S phải đứng trước đúng không? My friend sister thì làm sao? Thằng Huy chữa chưa đấy? Gì cơ? Đúng rồi, doesn't like gì? Doesn't Getting up early chuẩn rồi. Là dậy sớm đúng không? Có hiểu không Vi béo? 8 nào. Câu 8 nào. Câu 8. B. Hai. Ai gì? Ai gì?
Ai morning à, ai đến động từ chứ? Nhìn vào, ai gì ớt đến từ thì thích thích thú một ngày bị ngáo ở người làm ở trên sau. Có từ gì đấy? Mày thấy cái từ like không? Tao lù lù cho mặt mày không? Like gì? Ờ, getting, làm mặc quần áo là gì? Get gì? Get dressed, được chưa? Ghi đi cụ từ trong vở, get dressed, mặc quần áo. Được chưa? Get dressed, mặc quần áo. Được chưa? Vào buổi sáng là? Vào buổi sáng là? In the morning, có hiểu không? Hiểu không đây? Câu số 10 là gì nào? James làm sao? Quyền làm cho anh nào? James gì? James gì? Thế phải S không? Như vậy có một danh từ đấy đằng sau đúng không? James gì? James on, thấy từ on, A-U-N-T không? Từ này nghĩa là gì? Gì ghi đi, ghi vào vở. On, rồi gì đúng không? Tức là gì của James đúng không? Sau đến từ nào? Love gì? Love having gì? Vừa dạy xong, tắm là gì? Having gì? Tắm cơ mà mày. Ghi vào vở. Ôi. Have a shower đúng không? Thì có cụm từ khác bằng từ tắm, ghi số bằng vào đây. Have a bath. Được chưa? Nhìn chữ bath không? B-A-T-H thấy chưa? Được chưa? Having a bath đúng chưa? A bath này. Ất gì? Ất nice. Ok, hiểu vấn đề không? Dễ không? Ôi, dễ lắm ý các em ạ. Trời ơi. Có hiểu không đây? Này anh hỏi, bài dưới cực kỳ dễ thấy không? Nhìn này, fancy này là thích đúng không? Enjoy là thích, dislike không thích, doesn't like không thích, like là thích. Doesn't like không thích, like là thích, don't like không thích, like thích đúng chưa? Sau tất cả từ này đều cũng hợp hết. Viết nhanh chứ không thưa? Viết nhanh hết đi, nhanh lên. Sao anh hỏi từ từ một này, câu một này, go out là gì nào? Đi chơi. Làm được ghi ở vở nghĩa nhá. Go out đi chơi. Mày ghi ở vở chưa đấy? Mày biết từ đấy chưa? Rồi. Have a bath vừa dậy xong đúng không? Waiting là đợi đúng không? Rồi like being nhớ nhá, phải là phải em biết sao chứ là being luôn, hiểu vấn đề không? Câu số 4 ấy là vì chữ being ấy, mày hiểu không đang be? Câu 5 là reading, đọc tạp chí đúng không? Talking này, go nào ghi cho anh này. Go to the restaurant, từ này là đi ăn nhà hàng. Restaurant. Đọc là restaurant. Đi ăn nhà hàng. Được chưa? Tiếp. They don't like cooking là nấu ăn đúng không? Watching film tức là xem phim. Dậy sớm là getting up đúng không? Rồi bắt đầu tiếp ở dưới này. Nào. Thế câu 1 đáp án là gì nào? Đầu tiên lazy nghĩa là gì? Ghi nghĩa lazy lười. Đúng không? Vậy chỉ lười thì có thích bài tập về nhà không? Thì phải là hết đúng không? Tiếp theo. Nó quá nguy hiểm, ghi anh tiếp. Dangerous này là nguy hiểm. Nguy hiểm. Nó phải là doesn't fancy đúng chưa? Rồi. Cockroaches này là con rán đúng không? Hầu hết con gái thì rất thích hay ghét. Cockroaches là con rán. Thích ghét đấm thì nhá. Nó phải dùng đi test đúng chưa? Nó ghét đúng không? Nào tiếp này. Anh ấy không bao giờ làm nó thì vậy có thích làm mô hình không? Vậy đáp án sẽ phải là doesn't like đúng không? Có dễ chưa? Ôi như tiểu học luôn này. À tiếp là cô Nam. Cô ấy rất thú vị, chúng tôi thích thời gian với cô ấy không? Vậy đáp án sẽ phải là enjoy rồi. Rất nhiều người thì đấy, nó tốt sức khỏe, tốt cho sức khỏe thì có tập không? Đáp án phải là enjoy rồi. Mày tập tành đi nhá. Câu 7. Mình tập gì? Mình tập ăn à? Tập cơ tay. Câu 7.
Mary gì gì đấy, anh trai cô ấy thường chơi với anh đấy thì phải như thế nào thì mới chơi được với nhau? Có phải? Có phải Odor đúng không? Odor là ngưỡng mộ thì cũng là thích đấy, hiểu vấn đề yêu quý được chưa? Hiểu vấn đề không? Có hiểu không đây? Lý thuyết trang trước hết có hết rồi nhá. Nào câu 8 là gì nào? Nó thích uống, tôi nó rất là lý thành bitter, bitter là đắng, ghi đi. Bitter đắng. Câu 8 thấy không? Bitter là đắng. Thế vị đắng thì có thích uống không? Không đúng rồi, người ta sẽ phải là hết đúng chưa? Rồi. Tiếp nào. Tôi gì gì đấy thu thập tem, nó rất là chán nản, vậy có thích thu thập tem không? Từ chơi tôi đã sẽ phải là đúng rồi, nếu câu này ai chọn hết thì là sai đúng không? Vì từ này là đa dần là không thích rồi đúng không? Phải là không thích chứ không phải là mình dọn là không phải không thích, hiểu ý không? Hiểu ý không? Thế vậy là fancy có hiểu không? Anh hỏi hiểu không đây? Rồi và câu số 10. Họ là bạn thân của tôi thích nói chuyện với họ không? Cái đó sẽ phải là enjoy đúng không? Hiểu không? Nào. Những câu từ bài cực kỳ hay, bắt đầu nhá. Câu đầu tiên. Nào. Có hiểu không? Có. Nào con Megan thì làm sao? Hoa. Thích hoa viết thế nào? Like gì? À. Có hiểu nên dạy dạy nhá. Nào có những cụm từ sắp xếp hoa là gì không? Mở trang đầu ra cho học thuộc từ nó thế đấy. Đây đúng chưa? Có đúng không? Rồi nhìn này, có thấy con Megan đây không? Xong bên phải là chữ like không? Vậy là con Megan này nó phải như nào để mua hoa, hiểu vấn đề không? Hiểu vấn đề không? Thế vậy có phải lắp là có phải là Megan like thêm S xong rồi arranging flower không? Có hiểu ý bà của bạn này như thế không? Có hiểu không? Hỏi Quỳnh có hiểu hôm nay, viết viết hôm nay. Đâu viết, viết được chưa? Rồi, có hiểu không? Câu số 2 là thằng Alex và thằng Potter đúng không? Thì như nào để gồm đúng không? Thì nó bọn này là ghét gồm đúng không? Thì nó phải là detest making pottery, có hiểu không? Bỏ e thêm bằng doing, được chưa? Có hiểu không đây? Tiếp này, câu số 3, my mother gì đấy, mountain thì mẹ tôi như nào với mountain? Mẹ tôi rất là ghét đi đúng không? Vậy là hết thêm S, clamping đúng không? Thì giờ đây số ít nó phải thêm S đúng không? Có hiểu không đây bị béo? Hiểu ra sao thêm S đâu, số ít được chưa? Câu 10 là câu 5 là gì? Hai thằng này thì như thế nào? À, Megan đúng không? Megan thích gốm không? Thì Megan là lớp thêm S đúng không? Lớp making pottery đúng không? Hiểu không? Nào câu số 5, hai thằng này thì như nào với flower? Ghét đúng không? Vậy đó là hết giữ nguyên đúng không? Hết arrange ring đúng chưa? Bỏ e thêm một wing đúng không? Có hiểu tại sao lại hết giữ nguyên không? Vì sao hết giữ nguyên? Có hiểu vì sao nó là hai người số nhiều là giữ nguyên mà nhớ chưa bị béo? Có hiểu không? Là nước câu số 6, may ma giờ làm sao đây? Pottery. Thích đúng không? Adore đúng không? Vậy là adore gì? Adore Murder making pottery đúng rồi. Rồi. Câu số 7, Megan như nào này với núi, thích leo núi không? Rồi nó phải là dislike đúng không? Dislike climbing đúng không? Được chưa? Mountain được chưa? Và cuối cùng hai Alex và Potter thì có thích leo núi không? Phải là hết đúng không? À đâu, thích mà. Fancy đúng không? Fancy climbing mountain có hiểu không? Hai thằng hiểu không đây? Nào thế bài giới có làm được không? Nào bài số 19 làm chưa đánh chữa? Nào câu 1 là gì ở quyền? I will promise à? Không đúng em ạ. Promise dịch là gì nào? Ghi vào vở. Có nghĩa là lời hứa. Vậy tôi hứa chứ phải tôi sẽ hứa, hiểu vấn đề không? Vậy là tôi hứa rằng đúng không? Tôi sẽ không làm điều đấy lại nữa đúng không? Vậy là sẽ phải là I wish. À nhầm. I promise I won't do, hiểu vấn đề không? I will not do ấy, có hiểu không? Có hiểu không đi? Phải thật có hiểu không đây? Hiểu không Quyền? Câu số 2 B làm là gì? My hobby làm sao? Is đúng rồi. Đằng sau là continue giữ nguyên.
Dịch thử nhá. Sở thích của tôi là đọc sách. Tôi sẽ như nào đấy trong tương lai. Thì chứ từ in the future trong tương lai không? Biết từ future là tương lai không? Vậy nên nó phải là đáp án là đúng rồi. Will continue, có hiểu vấn đề không? Đi trong tương lai, trên tương lai, hiểu vấn đề không? Nào, kia là tranh câu số 3. Peter. Không đúng. Làm gì có đang, có sẽ. Em hiểu này, nó đang bình thường thì em cứ chia thì lại đơn đúng không? Còn khi nào mà nó có trong có yếu tố tương lai, tức là ở trong tương lai này, hoặc ngày mai, ngày kia, tháng mai, tháng kia đúng không? Ví dụ những cái yếu tố tương lai là tomorrow thầy biết không? Next month, next week có biết không? Hoặc là in the future thì dùng tương lai đúng không? Vậy thì ở đây không có thì em giữ nguyên thể thôi đúng không? Vậy in cho nó phải thêm gì nào? Được chưa? Em thấy câu sau có thấy từ in the future không? Thì câu này dùng tương lai này nó phải là won, stop có hiểu không? Dễ hiểu chưa đấy anh giảng này, cũng dễ hiểu đấy, anh chịu đấy, hiểu không? Là câu 4 nào, giờ trên làm sao đây? Câu này là câu 100% thì 100 nữa sai. Đánh sao vào, đánh dấu sao vào. Tại sao đoàn tàu rời đi vào ngày mai thì lại không trải chia hiện tại đơn, tương lai đơn? Thì nó là cái gì? Chính xác, lấy lịch trình đầu xe không? Lịch trình đầu xe phải hiện tại đơn đúng chưa? Nó phải lít thêm mét có hiểu không? Hiểu không? Là đằng sau là gì nào? Đi với ai đúng không? Thì dùng show will được được. Thì anh dùng từ show nhá. Show I bring. Ok chưa? Dùng từ will thôi. Câu 6 này, A làm sao đây? Đấy, ngày mai thấy chưa? Đáp án là will go đúng không? Đấy, đây này. Cái museum này là gì đây, ghi cho anh. Cái này là bảo tàng đúng không? Museum, bảo tàng. Đây, bảo tàng mở cửa có phải lịch trình thời gian biểu không? Cái này hiện tại đơn đúng không? Vậy nó phải là open thêm s và close thêm s có hiểu không? Có hiểu không, bị béo? Hiểu không? Nào, câu số 7, bạn giúp tôi đem cái này được không? Cái này cho làm một lần rồi đấy, nhớ không? Nó phải là bạn giúp tôi không? Will you help me? Có phải thời điểm nói không? Tôi đang đi nói chuyện với nhau luôn. Có những cách dùng hiện tại của tương lai đơn không? Tương lai đơn có mấy cách dùng? Quên rồi đúng không? Mà tương lai đơn có mấy cách dùng? Tiến anh nói lại. Nào, đã là tương lai phải thì phải xảy ra cho tương lai đúng không? Tương lai đơn có mấy cách dùng? Cách dùng đầu tiên là ngay tại thời điểm nói đúng không? Tôi đang nói chuyện với nhau, ở mai tôi đi chơi nhé, ok không? Cách dùng thứ hai là gì? Diễn tả ý kiến chủ quan, tức là không có logic. Ví dụ ta bảo ta đang yên là ta bảo là ê, mai trái đất tận thế. Hiểu ý không? Hiểu ý không? Thì là không có căn cứ hiểu vấn đề không? Như vậy một là hành động làm luôn thời điểm nói, hiểu vấn đề không? Hai là không có logic được chưa? Vậy cái này là hành động ngay thời điểm nói đúng không? Gặp bạn thì bạn tặng, ê tao đem cho mày nhé, mày đồng với you you have, có hiểu không? Được chưa? Vậy là ít ít gì đây, ít gì trả lời là ít ít thôi, được chưa? Nó chữ b thôi mà, được chưa? Không tương lai đúng không, phải dùng ít ít đúng chưa? Là câu 8, you làm sao giữ nguyên đúng không, lúc tired đúng chưa? Tôi đây, bạn nhìn thấy mệt quá, tao mang cho mày cái gì để uống nhé. Đây là quyết định gì? Quyết định ngay thời điểm nói đúng không? Thế anh nhìn thấy em mệt, anh bảo ê tao mang cho mày nhé đúng không? Thì có phải là sẽ luôn đúng không? Phải will bring không? Hiểu ý anh nói không? Hiểu không đi? Phải thật đấy. Rồi. Ghi cho anh phần to to ở dưới cùng này, ghi đi. Một. Tại thời điểm nói. Được chưa? Câu 2 không logic. Tức là ý kiến chủ quan đấy, được chưa? Như thế là tự nhớ được chưa? Ngoặc 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 nhọn ghi là tương lai đơn. Trong ý thức có hết rồi, ghi là cho nhớ thôi. Hiểu không? Nào bắt đầu ở dưới phần này hay này. Bài 20, làm chưa? Bắt đầu nhá. Câu 1. Tôi sẽ đi rồi, ghi cho anh cụm từ này, ghi vào vở. Go sightseeing, từ này là đi ngắm cảnh. Go sightseeing. Học vào cả chiều, cả sáng, cả quyền. Sao rửa cái mặt nhé. Được chưa? Ngắm cảnh. Go sightseeing là ngắm cảnh, được chưa? Vậy cụm từ này nó phải là tôi sẽ đi với bạn tôi vào ngày mai đúng không? Bài này chia hết là tương lai đơn đúng không? Thấy không? Vậy là sẽ phải là will go, ok chưa? Hiểu đây không? Đây là ngày mai thấy không? Cái từ tomorrow là ngày mai không? Will go. Rồi. Tôi nghĩ là nó sẽ là một ngày đẹp. Thế đây, nghĩ là một ngày đẹp thì có phải là ý kiến chủ quan không? Chắc gì đẹp. Hiểu vấn đề không?
Vậy nó phải là I think it will be, có hiểu không? Hiểu vấn đề không? Hiểu được không đây? Tiếp này, dây gì đấy với nhau, họ không bao giờ nói chuyện với nhau. Dây. Họ nghe nhau quá. Không bao giờ nói chuyện với nhau quá. Đúng rồi, đi test chuẩn. Họ ghét nhau cho em. Biết thằng này là ghét không? Biết không? Ừ. Ghét nhau thì không nói chuyện với nhau. Đơn giản. Tôi ghét thằng bi béo, tao không nói chuyện với mày. Câu số 18 này. Mẹ tôi không thích xếp xe hoa, nhưng mà tôi thích làm điều này, đúng không? Tôi thì trùng tranh từ gì? Ai? Ai gì? I like, đúng rồi. Hiểu không? Mr. Nam có thích chụp ảnh không? Cụm từ chụp ảnh là gì nào? Take photo, nhưng bây giờ vô in có phải taking, có hiểu không? Có hiểu không, bi béo? Hiểu không? Nào, mày đưa tao bút nhé. Nào, ghi thành cụm từ đi, lend, cho mượn, ghi trong vở. L-E-N-D đấy. Được chưa? Cho mượn, đúng không? Cho tao mượn, mày cho tao mượn sách nhé. Như vậy có phải là... Nghe thử nói đúng không? Will you lend, đúng không? Đúng chưa? Will you lend me your book, có hiểu không đây? Câu số 6 này, tôi hiếm khi ăn sáng, nhưng tôi đến Thầm Sơn vào hè này. Vậy thì tôi... À, tôi hiếm khi đi biển, đúng không? Vậy đơn giản nó phải là go Dưỡng Viên, đúng không? Nhưng mà hè này là tương lai, đúng không? Vậy nó phải là will go đằng sau, ok không? Hiểu không? Giáo viên nghĩ rằng chúng tôi sẽ đỗ bài kiểm tra, như đây là ý kiến giáo viên, là ý kiến không phải logic, đúng không? Người ta nghĩ thôi. Đỗ là gì? Nghĩ cụm từ là pass the test. Mở, được chưa? Đỗ bài kiểm tra, được chưa? Tức là pass là đỗ đấy, hiểu không? Có hiểu không? Hiểu không? Câu 8 này. Chị khái bạn có thích nghe nhạc không, đúng không? Thì cụm từ này là gì nào? Điền gì? Listen thiếu, listen gì? Phải listen gì? Listening, nó ơ đo, đúng không? Được chưa? Cô ấy có tham gia vào, cô ấy có tham gia đĩa nhạc ngày mai không? Nó phải là will she go, đúng không? Được chưa? Còn lại từ không? Có hiểu không? Bài có dễ không? Dễ không? Có hiểu không? Hôm nay chưa xong, có hiểu không? Về nhà cho làm từ này, có làm được không? À, đang tỉnh chưa đây? Nào tiếp nào. Jim và Jane là hai người như vậy, to be nó phải là, phải là, là, à, hai người đúng không? Hiểu không? Số nhiều rồi, đúng không? Hai người họ đều thích đọc thì nó phải là both of them, thì làm sao? Làm quyền làm cho anh em nào. Anh chơi thấy nhiều quá. Thử nghĩ xem nào. Hai anh họ đều thích đọc sách thì trong thời gian rảnh, thế đây sự thật thì điền thế nào? Enjoy gì? Gem là số gì? Gem là họ. Họ là nhiều hay ít? Nhiều, đúng không? Vậy enjoy có thêm gì không? Sau enjoy là gì? Sau enjoy là loại từ gì? Verb gì? Vậy đáp án chung ghi nó sẽ là, có hiểu không? Mày đúng đây. Được chưa? Jim love reading này thì nó sẽ phải là Jim làm sao? Quyền. Em có hiểu anh giảng không đấy? Quyền. Nào tập trung đầu lại nào. Đầu đang lag rồi đấy nhá. Đây là hiện tại đơn, đúng không? Thì Jean mà số ít, đúng không? Thì lớp thêm S, giống như từ gem kia là số nhiều, thì enjoy giữ nguyên, đúng chưa? Sau những động từ này có vô binh, đúng không? Thì có phải đây là lớp thêm S của reading, có hiểu không? Mà sao mà nghĩ lâu thế? Có hiểu không đấy? Anh hỏi. Em hiểu chưa? Rồi. Nào tiếp này, thằng này học rất nhiều thứ trong sách, thì đáp án là gì, làm sao? Lớn gì? Đúng rồi, được chưa? Jane thì làm sao? Hả? Hả?
Diễn làm sao? Like gì? Em hiểu này, có tương lai thì mới dùng will, còn lại bình thường em cứ thêm s cho anh lên đề bài chi hiện tại đơn và tương lai đơn thôi mà, có hiểu vấn đề không? Hiểu không Quyền? She usually làm sao? Thêm s rồi. Jane làm sao? Đúng rồi, Jim and Jane làm sao? Đúng rồi, talk giữ nguyên. Họ thỉnh thoảng này. Làm sao? They talk đúng không? Chủ ngữ là từ talk này đúng không? Sweet nó phải là last thêm s, có hiểu vấn đề không? Kéo dài như cho anh đi, last kéo dài. Tức là họ nói chuyện kéo dài khoảng tầm vài tiếng. Last, LAST, thấy không? Được chưa? Họ đồng ý rằng đọc sách rất là thư giãn thì mới là sẽ phải là ưu vi có thêm biến đổi gì không Quyền. Rồi, thằng Bi đoạn 2 nào. Ngày mai hai người bạn của tôi đã bán là Will go, đúng rồi, thấy không? Đấy. Sẽ có rất nhiều sách đã bán sẽ phải là, à không đúng, đây là nó nói ngày mai rồi, thì ngày mai là có nhiều sách đúng không? Vì trong tương lai luôn đúng không? Hiểu vấn đề không? Cái đó phải là there will be đúng không? Jane nghĩ rằng họ sẽ mua đúng không? Vậy đó sẽ phải là Bye. will buy. Họ nghĩ rằng họ sẽ mua, tức là bây giờ này hiểu này, mai đi hiệu sách đúng không? Thì đã xảy ra chưa? Chưa đúng không? Tất cả là sau chưa tương lai hết, hiểu vấn đề không? Có hiểu ý không? Vậy dây làm sao? Đây và Will be này. Rồi. 15. 5. 14 là will be đúng chưa? 15 là gì? Ừ. Will Ừ. probably đúng không? Join đúng không? Họ chắc chắn đúng không? Sẽ tham gia đúng không? Và mua đúng không? Vậy ta sẽ phải là và and will have đúng không? Đúng chưa? Sau bữa tiệc đúng không? Họ làm sao? Họ sẽ đi đúng không? Will go đúng không? Cuối cùng là họ sẽ tận hưởng đúng không? Will enjoy, hiểu nơi có không có đều được. Hiểu anh không? Tức là một đoạn là kể về sự thật, một đoạn là về tương lai, có hiểu không? Hay lấy hiểu bài không đây? Anh hỏi tiếp đấy, sau gần sau topic 1 rồi đấy. Nói anh hỏi Jim và Jane có chia sẻ cùng một sở thích không? Có đúng không? Nằm ở câu nào? Dòng 1 đúng không? They have the same hobby, có đúng chưa? Vậy hobby học là sở thích, biết chưa đã? Biết này là sở thích chưa? Trả lời là gì? Nếu chào hỏi còn là đuôi, trả lời là yes, they do đúng không? Vì hai người đúng không? Hiểu không Vi? Tại sao Jim thích đọc sách khoa học? Vì sao? Bởi vì có nhiều thứ thú vị đúng không? Nằm ở dòng số 3 đúng không? Trả lời là hỏi là why, trả lời là because đúng chưa? Because there are many interesting things, có thấy không? Ôi là bài nhà Nam Anh trước là tờ này. Mày thấy chưa bị béo? Đây này, nhìn nó kỹ vào, thấy không? Nào câu số C đáp đúng đấy Quyền. Câu C, Jim và Jane nói về điều gì? Jim và Jane nói về điều gì? Jim và Jane nói về điều gì? Đây này, nhìn câu này, nhìn câu số 7 chưa? À, câu 8 chưa? Jim và Jane nói về sách, thấy không? Có thấy không? Vậy ghi là gì? Jim and Jane, hoặc là có thể ghi là they talk about book, đúng chưa? They talk with each other about the book, đúng chưa? Có dễ không đấy mà sao làm chán thế? Hiểu không đấy, hay được kia à? Khi nào Jim và Jane đến hội chợ sách? Đáp án là tomorrow đúng không? Jim và Jane làm gì sau sau cái hội thảo này? Thì là they will go home and enjoy their book đúng chưa?
có đúng không? Có hiểu không đây? Anh hỏi nào, trong tờ này có gì? Thế xong tờ 1 này là câu hỏi gì không? Rồi lại nát. Cái đây sao mày làm nát của anh nhiều thế hả Quyền? Mày giữ tờ cho nó sạch tẹp mà nào. Có hiểu không? Anh hỏi. Chứ điều tùy thì có hiểu không? Các chiến sĩ. Nào. Nào. Từ này này. Rồi. Từ này y hệt từ kia. Nhá. Về nhà làm xong có thể phụ trách, buổi sau anh chữa được chưa? Thì từ này là từ kia thôi, nhưng có một cái sẽ nó sẽ khác này. Chính là bài số 12. Thì từ này thì đang đưa bút đây. Nhờ từ này. Thì từ này không? Từ này chỉ làm cho anh bài 12 thôi nhá. Được chưa? Được chưa? Được không? Còn tất cả các bài còn lại là trùng với bài 1 kiểu vấn đề không? Ngủ ở trên thôi. Em. Tắt. Rửa mặt không? Rửa mặt đi nào. Nhớ rửa mặt không? À, rửa đi. Nhanh lên. Rửa mặt nhanh. Vậy văn hoa, ê, văn hoa. Tỉnh chưa? Hay buồn ngủ lắm à? Hay giảm chữ này, chữ vào, chữ kia, chữ ra đúng không? Đúng không? Thế vì sao về nhà là phải ăn cơm bụng tí được à? Em ăn nhẹ hơn em phải nằm nghỉ một tí. Nha, có được không? Nó tỉnh chưa hay ông ơi? Ông đại trư ơi. Ông tỉnh chưa ông đại trư? Nào nào bây giờ cái từ này là mình nào bây giờ ghi về tập về nhà nhá, nào ghi trên quyền về tập về nhà này, ghi tập cho Hà ghi tập về nhà này này đây, thế là ta chữa bài này được chưa? Đây là từ số mấy? Anh ghi đây là từ số 2 đúng không? Được chưa? Ghi đi làm hết từ 2. Từ 2 này là đấy gì đấy, làm hết từ 2. Từ này là làm xong rồi, hiểu vấn đề không? Chỉ có làm lại cho nhớ thôi, được chưa? Không được phép mở lại để tra đâu nhá. Được chưa? Được chưa? Đi về à? Anh không biết. Đi về không? Không, xong phần nào xong phần đấy để chuyển sang phần khác. Ừ. Ai cho mình về sớm thế? Không, anh ơi được về sớm thế đâu rồi. Mày quên sao? Mày đã quên sao? Nào. Cho tờ máy copy này nhá. Nào. Ăn cho Quyền xem nào. Ôi trời ơi, chưa làm bài tập à. Ăn rồi. Chết nhá. Nào, chỗ nào.